nóng trong tuần, cú sốc gian lận ở Asanzo, nỗi lo năm sau thiếu điện. Bộ Công Thương, có nguy cơ thiếu điện vào năm sau. Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án điện trong quy hoạch điện 7 điều chỉnh, Bộ Công Thương cho biết, các năm 2019 đến 2020 dự kiến đưa vào vận hành khoảng 6.900 MW, trong đó, các nhà máy nhiệt điện than là 2.488 MW, các nhà máy thủy điện là 592 MW, còn lại các dự án năng lượng tái tạo khoảng 3.800 MW. Hệ thống có thể đáp ứng nhu cầu điện toàn quốc. Tuy nhiên, nguồn nhiệt điện chạy dầu cần phải huy động với sản lượng tương ứng 1,7 tỷ kW vào năm 2019 và 5,2 tỷ kW năm 2020. Trong trường hợp các tổ máy phát điện không đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy vận hành hoặc không đảm bảo đủ nhiên liệu than, khí cho phát điện, có thể đối mặt nguy cơ thiếu điện vào năm 2020, Bộ Công Thương cho biết. EVN báo lãi hơn 9.000 tỷ đồng năm 2018. Số liệu tại báo cáo tài chính cho thấy, trong năm 2018, EVN đạt 3.385003 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng tới 14,8% so với kết quả đạt được trong năm 2017. Với khoản lợi nhuận thuần tăng hơn 7% so với năm trước và lợi nhuận khác tăng hơn, gấp đôi năm 2017, EVN gặt lãi trước thuế 9.076 tỷ đồng trong năm 2018, cao hơn 11,4% so với năm 2017. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước, nộp thuế 2.309 tỷ đồng và được hoàn nhập hơn 50 tỷ đồng, ông lớn ngành điện lực có 68.178 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 3,4%. Trong đó, lợi nhuận dòng thuộc về công ty mẹ là 55.822 tỷ đồng. EVN cũng công khai báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng năm 2018. Cụ thể, trong năm 2018, tiền lương bình quân ước tính đối với 14 người quản lý chuyên trách tại công ty mẹ là 47,75 triệu đồng trên người trên tháng, và tiền lương bình quân của 4.061 người lao động tại công ty mẹ là 21,6 triệu đồng trên người trên tháng. Xăng dầu đồng loạt giảm giá mạnh. Kể từ 15 giờ 0 phút chiều ngày 17 tháng 6, giá xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 1.085 đồng trên lít, xăng E5 giảm 986 đồng trên lít. Giá xăng RON 95 và E5 mới lần lượt là 20.134 đồng trên lít và 19.233 đồng trên lít. Cũng tại kỳ điều chỉnh này, Liên Bộ Tài chính Công Thương thực hiện tăng mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON 92 lên mức 300 đồng trên lít. Trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON 95 và các loại dầu lên mức 900 đồng trên lít KG. Không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu. Đây là lần thứ ba liên tiếp giá xăng dầu giảm sau kỳ điều chỉnh hôm 17 tháng 5. Vụ Trịnh Sướng buôn xăng giả, Tổng cục Quản lý Thị trường nhận một phần trách nhiệm. Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Sướng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Hưng Mi Hung Petrol, về hành vi sản xuất, mua bán xăng RON 95 II giả, dư luận đặt câu hỏi vì sao Trịnh Sướng có thể ngang nhiên kinh doanh hàng trăm triệu lít xăng giả trong suốt hơn 2 năm qua. Trách nhiệm của các cơ quan, trong đó có Tổng cục Quản lý Thị trường, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý chất lượng các mặt hàng, chống hàng giả và gian lận thương mại ở đâu? Trao đổi với Dân trí, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương thừa nhận cơ quan này có một phần trách nhiệm trong việc để xảy ra vụ việc buôn bán xăng giả của Trịnh Sướng. Tất cả các lực lượng đều có trách nhiệm, nếu ai cũng làm tốt thì đâu đến nỗi. Về phía cơ quan quản lý thị trường, nếu tăng cường kiểm tra, chủ động giám sát, đề xuất kịp thời, lập đoàn kiểm tra liên ngành kịp thời, thì việc phát hiện hàng giả tôi tin rằng sẽ tốt hơn, ông Linh nói. Trước câu hỏi về việc có kiểm điểm cụ thể cá nhân hay tập thể nào hay không, ông Linh cho biết, vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ, chưa có kết luận cuối cùng. Hiện tại cơ quan quản lý thị trường vẫn phối hợp cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ nghiêm túc, xem trách nhiệm của mình đến đâu. Khó mà biết tập đoàn Asanzo gian dối vì hồ sơ sạch. Ngày 22 tháng 6, trao đổi với Dân trí, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, HVNCLC cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin trên báo chí về việc tập đoàn Asanzo sử dụng hàng Trung Quốc, đội lốt hàng Việt thì đơn vị này đã tiến hành tước danh hiệu HVNCLC của tập đoàn Asanzo. Theo bà Vũ Kim Hạnh, hành vi nhập hàng Trung Quốc ghi xuất xứ Việt Nam đã gây tổn thương nghiêm trọng đến niềm tin của người tiêu dùng trong nước, dù vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi đánh giá cao hoạt động nghiệp vụ của anh chị em phóng viên đã đầu tư công phu, theo đuổi gần 6 tháng để đưa ra ánh sáng một vấn nạn tai hại là hàng Trung Quốc, đội lốt hàng Việt, mà trong bối cảnh hiện nay thì càng có thể gây ra thiệt hại lớn cho Việt Nam, vì có thể bị cho là tiếp tay cho cách làm ăn gian lận,
Man Trá, bà Hạnh nói. Thay mặt ban chấp hành, tôi nhận lỗi với người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính về sai sót này. Chúng tôi tước quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC đối với doanh nghiệp Asanzo theo Điều 6, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC, bà Hạnh thẳng thắn chia sẻ. Mai Chi tổng hợp. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.